Tôi đồng ý đâu ấy nhỉ? Đồng về rồi. Cái này không xe máy nhá. Đi xe máy anh. Thế mà em đón Dung. Đi đi, anh bảo em đón anh. Nếu bảo em quay một video đón anh thì em anh đọc thấy tin nhắn này bảo đang đón Dung. Và như nó là lấy xe đó đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.